Vâng, kế tiếp video, cái video trước là tôi là toàn cảnh về các mặt hàng đặc sản của chợ Cán Cấu của huyện Simacai của tỉnh Lào Cai. Còn bây giờ là tôi sẽ quay chợ Châu, bởi vì cái chợ Châu này nó lớn. Tôi cũng dự định lên mấy lần rồi nhưng mà thời tiết nó xấu quá là tôi không lên được. Hôm nay là nó tương đối là tạnh nhưng mà vẫn trời rất là, thời tiết là vẫn còn rét và đường bẩn. Đấy, đây là bò, là vẫn có bò các bạn ạ. Dân đang tập trung rất là đông để là chiêm ngưỡng trâu với bò ấy. Chúng ta sẽ đi từ đầu đến cuối cái chợ trâu này nhá. Bắt đầu là từ đây. Bên kế là có mấy con bò. Đấy. Các bạn có thể tự đếm cũng được. Không là cũng ngang áng là chợ này tôi nghĩ là đông rồi thì là tôi không đếm nữa. Là những người có mặt ở chợ trâu là thường thường là họ mang trâu ra bán này. Một phần là họ ra để tham khảo giá hợp lý thì họ cũng mua. Đây. Tiếp tục đi. Vâng, đường bẩn lắm các bạn này. Đường bẩn quá, tôi là đi nó hơi khó khăn. Đây cả phụ nữ cũng mang trâu ra chợ bán nhé. Ở bên kia là đồi núi. Ở đây có cái điểm đặc biệt hơn so với Bắc Hà là xung quanh là ngay trực tiếp là nó là toàn núi luôn. À, nhiều lắm. Đấy, đây là họ. Là trong thời gian này là ở trên chúng tôi là nó đang là mùa đông, thời rét lại mưa nên là mấy cái video của tôi là ra là cơ bản là toàn tập trung ở khu chính thôi. Còn ví dụ là những video tôi lên núi để khám phá này nọ thì là tôi phải chuyển sang mùa hè rồi các bạn ạ. Là hiện tại là thời tiết nó xấu, trời rét quá, là mưa nữa nên là tôi không lên núi được. Là các bạn mong các bạn vẫn ủng hộ tôi để chuyển sang 1-2 tháng nữa là nó như là chuyện thời tiết ấm ấy thì là tôi sẽ lên núi để khám phá hang động này, những con vật lạ hoặc là những cái cây lạ đấy. Đây chợ trâu còn rất là nhiều các bạn ạ. Tôi đi ở đây là có cả bò. Đây ở góc tí xa trên kia nữa là cũng là trâu luôn này. Đấy. Là bây giờ là tôi sẽ lên trên đấy.
tôi là vừa ở dưới kia, giờ là tôi có mặt ở trên này. Công nhận là chợ này to thật. Riêng chợ Châu này là chắc phải gấp 4 lần hoặc là 5 lần gì đấy với chợ Châu của Bắc Hà. Chợ này là quá đông, thực sự là rất là nhiều trâu. Vâng, con trâu này cũng rất là to này các bạn này. Con trâu này cũng khủng bố đấy. Về yên bái chặt cây ngô á. Ta xếp đầu hai không? Chặt ở đâu? Vâng, giải rác ở trên kia nữa các bạn này. Đấy. Đây là đằng sau. Tôi thấy có một con trâu cực đen ở kia. Đen như than này các bạn này. Kia là còn đây một con này cũng nhìn đẹp đấy. Đấy, người to. Chú ơi, cho cháu hỏi nhờ một tí được không chú? Thế là cái chợ trâu ở đây thuộc loại gọi là nó lớn nhất của tỉnh Lào Cai mình nhỉ, chú nhỉ? Đúng rồi. Vâng, thì chú cho cháu hỏi là cái chợ này thì là nó thường thường là nếu mà đông nhất của nó ấy, thì là có tầm khoảng bao nhiêu con trâu hả chú? Ồ, hàng nghìn đấy. Tầm hàng nghìn ạ. Nó đến tầm khoảng bao nhiêu chú áng áng xem nào, nếu mà đông nhất của nó ấy. Thế mình còn dễ áng rồi. Nghĩa là nó con số 1.000 là có. Có. Đấy các bạn ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú nhé. Đấy, chợ nó đông thế này cơ mà. Ở trên Bắc Hà là tôi thấy là nó có tầm khoảng 300 con thôi, mà đây là hàng nghìn trên nghìn một con. Thật sự là nó gấp 3-4 lần thật. Giờ là tôi lên khả năng là thế này là được rồi. Trâu nhiều quá. Giờ tôi lên trên này. Vâng, đường rất là khó đi. Các bạn cho thêm 500 nữa. Cho thêm 500 nữa. Lỗ nhiều ạ. Đây như là họ vừa mua bán trâu xong sao? Con này vừa con này là vừa bán. Anh cho em hỏi một chút, cái con trâu này anh mua bao nhiêu, anh mua hay anh bán nhỉ? Anh bán vừa bán à? Anh bán bao tiền ạ? Bán cả đôi. À, một đôi như này luôn à? Là bao tiền anh? 38 triệu đồng. Vâng vâng, các bạn này, 38 triệu. Là hai con bé này là 38 triệu nhá. Thế là các bạn, nhiều bạn cứ thắc mắc bảo là tại sao trâu ở trên Lào Cai đắt. Nhưng mà cái này các bạn phải hiểu là trâu này là nó là không phải trâu trọi, mà nó cũng phải không phải trâu thịt mà là trâu cày, cơ bản là mang về để cày thôi, là giá nó sẽ khác so với trâu thịt. Trâu thịt là những cái con là chỉ nuôi để làm thịt, là họ sẽ cho vỗ béo này nọ thì giá nó sẽ rẻ, nó dạng như kiểu lợn bản với lại lợn tăng trọng đấy. Nên là có những con trâu là tầm khoảng 70 triệu đó là bình thường. Tôi đang lên trên đỉnh. Còn tôi vừa ở khu dưới kia. Nhưng là đây là tôi từ góc ở bên kia sang đến đây. Là nó kéo dài tầm khoảng 200 mét trâu. Để dài để bục trâu đấy. Còn ở trên đỉnh này thì cũng có một ít trâu nữa.
rất là nhiều trâu. Riêng trâu là nó phải chiếm bằng ngang cái chợ, ở trung tâm chợ rồi, để bán các mặt hàng đấy. Trâu là thật sự là rất là nhiều. Còn là đằng sau là cũng có một ít trâu nữa. Đấy, đây là giáp mặt đường rồi. Có khả năng là video mình sẽ riêng chợ trâu của xã Cán Cấu, đây là chợ trâu lớn nhất của tỉnh Lào Cai, là sẽ kết thúc ở đây. Nên là các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là hãy chia sẻ nhiệt tình giúp mình nhé. Bởi vì các bạn không chia sẻ thì là mình lượt view của mình nó không được cao lắm, là mình cũng thấy buồn lắm. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé, đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ chia sẻ video giúp mình nhé. Chào tạm biệt, chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.